Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Và ngay sau đây là bản tin COVID-19 được phát sóng vào 20 giờ hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva và có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc bà Tatiana Valoya. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao quan hệ hợp tác nhiều mặt hiệu quả giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Về cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch nước chia sẻ với nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay đồng lòng của người dân. Vào thời điểm này, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát. Việt Nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt, để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch có hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thay mặt nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Tổ chức COVAX và đề nghị các tổ chức Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường tiếp cận và triển khai chiến dịch tiêm vaccine, giúp đỡ về vật tư trang thiết bị y tế cũng như sự hỗ trợ tư vấn chính sách, kinh nghiệm, giúp phục hồi kinh tế xã hội dài hạn theo hướng xanh, bền vững, tự cường hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Liên Hợp Quốc luôn hợp tác hỗ trợ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong gần 2 năm qua. Cho biết, Việt Nam đang triển khai tham gia hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn, lĩnh vực tham gia trong thời gian tới. Việt Nam cũng đang tích cực ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 cùng một số cơ quan quan trọng khác của Liên Hợp Quốc để đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hợp Quốc. Về phần mình, bà Tatiana Valoya, Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc, bày tỏ cảm kích trước những nhận định đánh giá tích cực của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về vai trò đóng góp của Liên Hợp Quốc đối với chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn cầu, cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam đang tiếp tục tiến triển về nhiều mặt, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Bà Tatiana Valoya đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam trong việc đưa ra cam kết mạnh mẽ về biến đổi khí hậu, bảo vệ quyền con người và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Nhân dịp này, bà Tatiana cũng chia sẻ với Chủ tịch nước ý tưởng về dự án xây dựng tòa nhà mới của Liên Hợp Quốc tại Geneva theo hướng thân thiện với môi trường. Trong chiều ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương, tại thành phố Bern, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cũng đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam, đối tác của Liên Hợp Quốc tổ chức hữu nghị Việt Nam. Tại buổi làm việc, bà Anjus Cowell, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước, đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam. Các thành viên Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam đề xuất nhiều ý tưởng nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Sĩ, một thành tố quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước và thu hút sự tham gia của giới trẻ hai nước vào các hoạt động tăng cường hiểu biết, đoàn kết, hữu nghị. Các bạn Thụy Sĩ bày tỏ quan tâm sâu sắc chia sẻ với nhân dân Việt Nam về tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, mong muốn hai nước sẽ sớm vượt qua đại dịch. Hai bên đã trao đổi về phương hướng tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là có các hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thành lập Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam vào năm 2022. Cùng ngày tại buổi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ với Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga đã trao kỷ niệm chương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho bà Anjus Cowell, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam vì những đóng góp của bà trong việc tăng cường đoàn kết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với công ty cổ phần năng lượng tái tạo Bến Tre đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió V13 Bến Tre. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên đi vào hoạt động tại tỉnh Bến Tre với công suất là 30 MW. Nhà máy điện gió V13 Bến Tre được khởi công vào tháng 4 năm 2020, có quy mô 7 tuabin gió với công suất 30 MW, sản lượng trung bình hơn 70 triệu kWh mỗi năm. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động trong 14 năm đầu, mỗi năm sẽ đóng góp cho ngân sách trên 20 tỷ đồng. Nhà máy đi vào hoạt động cùng với các dự án nhà máy điện gió khác hoàn thành trong năm 2021 sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre.
được sự giúp đỡ và ủng hộ của các cấp lãnh đạo, từ lãnh đạo tỉnh cho đến các sở ban ngành, liên tục từng ngày từng giờ, thì cái đấy cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để mà đóng góp cho cái việc thành công của dự án ngày hôm nay. Tỉnh đã xác định phát triển dị hướng đông, có nghĩa là để khai thác các cái tiềm năng về kinh tế biển. Trong cái tiềm năng khai thác về kinh tế biển đó, thì tỉnh cũng đã xác định một cái mũi đột phá, đó là cái việc là kêu gọi đầu tư cho năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Khánh thành cái dự án V13 Ba Tri chắc chắn là sẽ đóng góp rất là lớn vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đóng góp vào cái nguồn thu ngân sách và tạo tiền đề cho sự phát triển cho những năm sau này. Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tỉnh Bến Tre sẽ triển khai tiếp tục 17 dự án điện gió với tổng công suất hơn 914 MW. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xin bổ sung thêm quy hoạch 26 dự án tổng công suất 6.400 MW. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bến Tre đạt 1.500 MW, sẽ tạo ra sản lượng điện bình quân trên 4,5 tỷ kWh mỗi năm với doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị, có thể nói tại các địa bàn biên giới thì mối quan hệ giữa các đơn vị bộ đội biên phòng và chính quyền, nhân dân địa phương lại càng gắn bó khăng khít. Và tại khu vực biên giới phía Bắc Tây Nguyên, những năm vừa qua đã có nhiều mô hình kết nghĩa quân dân với quy mô khác nhau, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông Tấn. Mấy ngày nay, anh A Bông phấn khởi vì dãy cà phê của gia đình đến kỳ thu hoạch, được mùa, được giá. Nhờ sự hỗ trợ của bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn xã, mà nhiều hộ đồng bào rẻ chiêng như gia đình anh mấy năm nay đã mạnh dạn chuyển từ trồng cây gỗ bời lời sang cây cà phê, mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Mấy chú bộ đội tuyên truyền nó là kỹ thuật canh tác cả trồng cà phê, cho nên gia đình phá bời lời đi trồng cà phê, được cái năng suất nó cao hơn, thu nhập gia đình nó ổn định hơn. Đây cũng là một trong những trường hợp điển hình của mô hình kết nghĩa giữa chiến sĩ biên phòng với hộ đồng bào dân tộc thiểu số mà đồn biên phòng Đắk Long tích cực triển khai những năm gần đây nhằm đồng hành cùng đồng bào phát triển kinh tế. Đồn đã triển khai một số mô hình cụ thể giúp cho bà con nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế. Thứ nhất là mô hình kết nghĩa giữa cán bộ đồn biên phòng là người dân tộc thiểu số với hộ gia đình là người dân tộc thiểu số trên địa bàn để xây dựng mô hình trồng cây cà phê, trồng cây mắc ca. Trong khi đó, tại huyện Ngọc Hồi, việc xã biên giới đặc biệt khó khăn Đắc Xú xây dựng thành công xã nông thôn mới cũng có phần góp sức không nhỏ của các cán bộ chiến sĩ biên phòng với nhiều mô hình dự án thiết thực giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo. Bộ đội biên phòng cũng tham gia các dự án giúp dân phát triển kinh tế xã hội, như là trước đây thì có mô hình trồng nghệ, sau này là mô hình nuôi heo sinh sản, nuôi ngang. Được sự quan tâm của đồn biên phòng xã Đắc Xú cũng tạo điều kiện cho hai gia đình tôi nuôi được cái mô hình nuôi heo đen này. Tôi cũng rất là cảm ơn và rất là vui vì thứ nhất thì cái nuôi mô hình heo đen rất là phát triển rất là tốt. Vừa qua, các đồn biên phòng trên các tuyến biên giới của tỉnh Kon Tum đã đồng loạt tổ chức lễ kết nghĩa với Ủy ban Nhân dân 11 xã biên giới, với các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả quy chế phối hợp ký kết hàng năm giữa cấp ủy, chỉ huy đồn và cấp ủy chính quyền địa phương. Lễ kết nghĩa thì tạo thêm lòng tin, sự đoàn kết thống nhất giữa đảng ủy, chính quyền địa phương và các hai đồn biên phòng, tạo nên sự thống nhất cao trong các lãnh đạo chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, phát triển lòng tin của nhân dân vào bảo vệ đường biên cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với lễ kết nghĩa, bộ đội biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng đã trao tặng bò giống cho con nuôi đồn biên phòng cùng nhiều phần quà cho các hộ gia đình khó khăn. Các hoạt động thiết thực này không chỉ thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân mà còn góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân vùng biên giới Tây Nguyên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh Truyền hình Thông Tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.